Quận Cẩm Lệ vừa tổ chức lễ khánh thành công trình bể bơi và nhà vòng bảo vệ phòng tránh đuối nước cho trẻ em tại trường tiểu học Trường Đại Nghĩa thuộc phường Hòa Xuân. Công trình có tổng kinh phí trên 900 triệu đồng, trong đó 600 triệu đồng do Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai vận động thông qua Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tài trợ. Trên 300 triệu đồng còn lại thuộc vốn đối ứng của Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ. Đây là công trình thứ ba trên địa bàn quận Cẩm Lệ được Quỹ Cộng đồng Phòng tránh thiên tai vận động hỗ trợ và là công trình thứ 10 được đầu tư tại quận, đáp ứng được 85% nhu cầu học bơi của học sinh trên địa bàn, góp phần phòng tránh những tai nạn đuối nước cho các em.